Hà Quỳnh Như, từ cô bé 3 tuổi nghiện dân ca ví giọng đến quán quân giọng hát Việt Nhí 2018. Theo mẹ của Hà Quỳnh Như, từ lúc 3 tuổi, cô bé đã được đưa đến câu lạc bộ dân ca xã Phúc Thành tập văn nghệ. Nghe mẹ và các chú dì hát làn điệu dân ca ví giọng, thì Quỳnh Như cũng nghêu ngao hát theo. Tối ngày 29 tháng 12, Hà Quỳnh Như, học trò của Hồ Hải Anh và Lưu Hương Giang, đã chính thức chạm tay đến ngôi vị quán quân của chương trình The Voice giọng hát Việt Nhí 2018. Sau một hành trình đầy thử thách, có thể nói đây là một chiến thắng xứng đáng cho cô bé đến từ Nghệ An. Cùng chất giọng nội lực, kỹ năng biểu diễn dày dặn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, vẫn còn mệt mỏi sau một đêm dài, nhưng giọng chị Trần Thị Hường, sinh năm 1973, chú xóm 3, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tràn đầy hạnh phúc. Trao đổi với phóng viên, chỉ bảo tất cả các cháu tham gia đến đêm chung kết đều rất xuất sắc, cháu nào cũng hát hay và có tài năng cả. Mặc dù tin tưởng con sẽ giành được kết quả cao, nhưng không ngờ lại giành giải quán quân. Để đến được như ngày hôm nay là chặng đường vô cùng mệt mỏi của chị Trần Thị Hường và người con gái Hà Quỳnh Như, sinh năm 2004. Vì vậy, thấy con đứng trên bục cao nhất để nhận giải, người mẹ xứ Nghệ không khỏi xúc động, ứa nước mắt. Chị Hường cho biết thêm, trong cuộc thi, điều chị thấy tranh lòng nhất là nhiều thí sinh có điều kiện được luyện thanh cùng những ca sĩ, giảng viên thanh nhạc từ nhỏ. Còn Như thì chị tự học, thời gian gần đây mới được một số nghệ sĩ chỉ dạy thêm. Vì vậy, đạt được kết quả này đối với Như và gia đình là bước đệm đầu tiên cho tương lai phía trước. Chị Hường kể, từ lúc 3 tuổi, Quỳnh Như đã được mẹ đưa đến câu lạc bộ dân ca xã Phúc Thành tập văn nghệ. Nghe mẹ và các chú dì làn điệu dân ca ví giọng, thì Quỳnh Như cũng nghêu ngao hát theo. Nhận thấy Quỳnh Như có chất giọng thiên phú, rất phù hợp với thể loại dân ca trữ tình. Chị đã hướng dẫn con tập hát và dùng điện thoại quay clip đăng tải lên trang YouTube. Cũng nhờ vậy mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu đã phát hiện ra tài năng của Quỳnh Như và trực tiếp gọi điện nhận vào lớp đào tạo dân ca nhí nhằm ươm mầm cho các tài năng triển vọng trẻ trong tương lai. Năm 2017 là lần đầu tiên Quỳnh Như tham gia một sân chơi lớn, đó là cuộc thi Thần Tượng Tương Lai. Không ngờ rằng cũng chính năm đó Quỳnh Như xuất sắc đạt giải ba chung cuộc. Thực ra mấy lần gia đình tôi định đưa cháu đi tham gia chương trình The Voice Kids, nhưng lúc đó trong nhà chẳng có một đồng nào nên vẫn chưa thể thực hiện được. Năm 2017, tôi phải vay mượn 5 triệu đồng để đưa con đi thi. Đến khi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ còn hơn 300.000 đồng trong túi. Đó là kỷ niệm không bao giờ quên, chị Hường kể. Trải qua kinh nghiệm đó, Quỳnh Như dần dần được người hâm mộ biết đến. Cũng vì vậy, tham gia giọng hát Việt Nhí 2018 là sự trưởng thành cả về chất người và người. Cô bé năm xưa không có những giọng hát mượt mà còn thể hiện tròn trịa những nốt cao và mang đến cảm xúc cho người nghe. Năm nay, để tạo điều kiện cho con dự thi, chồng tôi phải bỏ việc ở Hà Nội về trông nhà để tôi đưa Quỳnh Như vào Sài Gòn. May mắn được ban tổ chức hỗ trợ nên hai mẹ con có phòng trọ trong suốt cuộc thi. Đặc biệt, huấn luyện viên Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang đã giúp hai mẹ con tôi rất nhiều, tôi thực sự biết ơn, chị Hường kể. Trong đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 29 tháng 12, Hà Quỳnh Như có phần trình diễn ấn tượng ca khúc Trên Đỉnh Phù Vân, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương mang âm hưởng dân gian đương đại. Đây là ca khúc khó, đòi hỏi kỹ thuật cao, thế nhưng Hà Quỳnh Như đã phô được giọng hát nội lực với những quãng ngân cao, với phần thể hiện ở đêm chung kết cũng như nét trên toàn bộ cuộc thi. Chiến thắng đến với Hà Quỳnh Như là hoàn toàn thuyết phục và đã được đa phần khán giả dự đoán trước. Chị Hường cho biết thêm, do những hoạt động sau khi đoạt giải khá dày nên hai mẹ con sẽ phải ở lại thêm một vài ngày nữa. Đến khoảng ngày 3 tháng 12 thì sẽ trở về Nghệ An để Quỳnh Như tiếp tục học việc. Nói về dự định sắp tới, cả Quỳnh Như và mẹ đều khẳng định sẽ tiếp tục ca hát nhưng vẫn ưu tiên cho việc học tập. Thậm chí trong quá trình tham gia cuộc thi, Như vẫn mang theo sách vở để học cho kịp chương trình ở trường. Quỳnh Như tâm sự sẽ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân gian vì tự thấy mình phù hợp với thể loại âm nhạc này. Huấn luyện viên Bảo Anh bất ngờ cùng thí sinh mang nhạc Trịnh lên sân khấu chung kết The Voice Kids 2018. Dừng chân đầy tiếc nuối ở vị trí A quân, cậu bé Nguyễn Minh Chiến vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả tại The Voice Kids năm nay. Mới đây, đêm chung kết chương trình The Voice Kids giọng hát Việt Nhí 2018
đã chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Top 4 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi là Hà Quỳnh Như Tìm của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang, Nguyễn Chuẩn Xuân Phương, Đào Đình Anh Tuấn team Sobin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Nguyễn Minh Chiến team của Bảo Anh Khắc Hưng đã cùng nhau mang đến những tiết mục đặc sắc nhất. Là một trong những nhân tố thú vị của cuộc thi năm nay, chủ nhân chiếc vé may mắn Nguyễn Minh Chiến đã khiến sân khấu chung kết giọng hát Việt nhí như bùng nổ khi thể hiện phong cách âm nhạc sở trường rock với ca khúc Chỉ Riêng Mình Ta. Thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau trong mùa giải, Minh Chiến vẫn đủ sức gây bất ngờ lớn cho khán giả bằng giọng hát nội lực, những nốt gằn mạnh mẽ. Bên cạnh đó, học trò Bảo Anh Khắc Hưng cũng khiến khán giả phấn khích với bản lĩnh sân khấu, những bước vũ đạo tự nhiên đầy lôi cuốn. Ở tiết mục kết hợp cùng huấn luyện viên sau đó, cô trò Bảo Anh Minh Chiến tiếp tục gây bất ngờ khi trình diễn liên khúc Nắng Thủy Tinh, Biết Đâu Ngội Quần. Đây là lựa chọn đột phá của team Anh Hưng khi chinh phục khán giả bằng sự vô tư, đầy tinh thần yêu đời qua hai tuyệt phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Phần bè phối ăn ý với hình dáng đáng yêu của cô trò Bảo Anh Minh Chiến chắc chắn khiến các fan hài lòng và thích thú. Cuối đêm thì, sau những màn trình diễn ấn tượng, MC Phí Linh đã chính thức công bố kết quả. Thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất và đăng quang ngôi quán quân The Voice Kids 2018 là Hà Quỳnh Như, team của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. Như vậy, bộ ba Xuân Phương, Anh Tuấn và Minh Chiến cùng là á quân. Mặc dù không may mắn đạt được ngôi quán quân, cậu bé Nguyễn Minh Chiến dưới sự dẫn dắt của cặp huấn luyện viên Bảo Anh Khắc Hưng đã để lại không ít ấn tượng cho khán giả. Đặc biệt, những clip dự thi của chàng trai lãng lỉnh này luôn đạt hàng triệu lượt xem cùng những phản hồi tích cực trên YouTube. Thậm chí, theo như tiết lộ của huấn luyện viên Bảo Anh, ngay từ khi cuộc thi chưa kết thúc thì Minh Chiến đã tỏ ra khá đắt sầu với những lời mời đi hát cùng Mững Cắt Xê Khủng.